Đầu tiên thì Bảo sẽ test sản phẩm X-Power 1000 xem khả năng của nó. Đây là một dòng sản phẩm tia laser cao cấp nha, sáng cực mạnh luôn cho anh chị xài ngoài trời này. Đó thì chuyên luôn, chuyên xài ngoài trời nha. Còn trong nhà thì mình có thể là mua những sản phẩm tia laser thấp cấp hơn nha. Đây là sản phẩm 5 tia xanh. Rồi thì đầu tiên anh chị bật tia nha, Bảo sẽ test thực tế xem nó rất là xa nha và rất là sáng luôn. Rồi lật tia thì mình chỉnh tia thôi nha. Cái này thì phải canh một lúc. Rồi rất là dễ canh thôi anh chị à, không có cần nhiều hết. Rồi anh chị nhìn bên mặt trong tường không? Bảo đang đứng không gian ngoài trời nha. Nhưng mà trời nó cũng không có nắng, nó dim thôi. Đó, quay đúng lúc là trời không nắng anh chị à. Muốn canh nắng cho anh chị xem nha, nhưng mà không được. Rồi tia thì anh chị thấy nó chiếu rất là sáng nha. Đặc biệt là nó khá là xa luôn. Thành quay thẳng từ đây mà xuống tới đó rất là xa. Rồi Bảo sẽ test cho anh chị xem. Đây là có một anh khách thì test rất là xa nha. Để bình thường á, để cam bình thường đi anh. Để cam bình thường này, cam bình thường nha. Khá là xa luôn, xa khủng khiếp luôn. Rồi xe người ta cũng đi rồi nên là hết test được rồi nha. Thì mình sẽ test vào chậu nha. Xem sao. Rồi xe đi thì mình test vào chậu nha. Nó chậu khá là xa luôn. Thì mình test qua test về rồi. Thành phóng tia lên đi Thành. Zoom lên. Đó, xa khủng khiếp luôn. Nhưng mà Bảo cũng nhắc là anh chị á, xài vừa thôi. Nếu mà xa thì mức độ xa thì cứ 10 mét là tia sẽ to là 2 mm nha. Thì anh chị đây bắn tới đó mấy chục mét thì nó sẽ to ra tầm 0,6 mm là rất là to. Nhưng mà Bảo cũng khuyên anh chị là xài vừa thôi. Rồi về sức mạnh của tia thì Bảo cũng bắn khá là nhiều luôn. Không gian từ tường này. Bên này thì có đá nha. Đá thì màu đen thì tia lên rất là đẹp nha. Đó, đá tia sắc nét vô cùng luôn. Thì bây giờ Bảo sẽ cùng anh chị đi vào chi tiết rõ ràng con máy chúng ta hơn nha. Chào anh chị, hôm nay thì Bảo sẽ giới thiệu anh chị cô chú nào mà thích một sản phẩm laser thương hiệu cao cấp nha, xài độ bền cao này, bảo hành lâu này, với là tia là khá là chuẩn cho anh chị cô chú về xài cân mực nha. Rồi đầu tiên thì Bảo giới thiệu sản phẩm khá là mới luôn, mới nhưng mà chất lượng nha anh chị. Đó là X-Power Z1000 Plus nha. Con này thì có một số tính năng khá là đặc biệt luôn. Thì Bảo sẽ đi vào giới thiệu anh chị luôn nha. Rồi đầu tiên anh chị mua, thứ nhất là anh chị được pin này, tiết kiệm hơn 20% so với những sản phẩm khác nha. Rồi thứ hai là mật độ sáng của tia nó cũng được nâng cấp khá là đáng nể luôn anh chị à. Lên đến là 30%. Lưu lượng độ sáng là nó sẽ sáng xa này, sáng đậm hơn những sản phẩm khác nha. Rồi tiếp theo thì thiết kế khá là đặc biệt luôn, khá là xịn nha. Nội thất cứng cáp này, khung sườn đế thì khá là cứng chắc luôn. Thì Bảo sẽ cùng anh chị đi vào bên trong xem nó có những gì nha. Với một sản phẩm X-Power này thì anh chị khui máy ra là mình thích nhất là cái hộp nha. Khá là chắc chắn luôn, sang trọng cực kỳ anh chị ạ. Hộp này mua thì cũng khá là mắc nhưng mà công ty người ta không bán nha. Rồi mình khui ra, đây là thương hiệu X-Power nha. Thùng đẹp quá, khá là sang luôn. Rồi bên trong thì chất lượng máy thì dòng cao cấp nên là chất lượng bên trong cũng khá là nhiều quà tặng luôn đấy. Đó, anh chị thấy không, lớp mút bọc cũng rất là chắc chắn này. Thùng rất là cứng nha, mút bọc hai bên là đẹp rồi. Rồi phụ kiện thì Bảo giới thiệu phụ kiện đi kèm. Thứ nhất anh chị mua máy thì sẽ được hai cục pin. Pin thì Bảo nói rồi, pin đực này thì 4800 là khá là trâu đấy, tiết kiệm pin lâu hơn 20%. Có sạc luôn nha, anh chị hết pin tự sạc. Rồi, hai cục pin nhưng mà kèm thêm khay pin anh chị ạ. Kèm thêm khay đựng pin tiểu luôn. Pin này hết mình có thể là gắn pin tiểu vào xài cũng được. Rồi mình sạc cái kia cũng đầy nha. Một kính này. Một sạc adapter cho mình sạc hai cục pin và một dây đeo. Dây đeo thì con này dài nha, dài với là chất lượng luôn. Móc khóa là đủ luôn, mua về sức đủ loại luôn nha. Rồi Bảo giới thiệu thông số kỹ thuật máy một tí xíu nha, cho anh chị nắm cho nó rõ luôn. Đầu tiên là bước sóng của laser lên đến là 500 nanomet là siêu nhỏ nha. Rồi về khả năng lật tia của máy thì
lật 1 mm là anh chị bắn xa 7 m là lật 1 mm, thì anh chị bắn tầm 20 m là lật tầm khoảng 3 mm. Nhưng mà hầu như những sản phẩm laser nào cũng có độ sai số nha, sai số cộng trừ 1. Rồi tiếp theo là độ to tia, thì anh chị bắn 10 m là to là 2 mm nha. Rồi cũng khá là nhỏ đấy, không có to đâu. Mình bắn tầm 20 m là to 4 mm, là tầm khoảng này nha. Rồi thông số kỹ thuật máy là như vậy thôi. Còn này là nhiệt độ bảo quản này, 40 độ C này. Rồi với mức giá Bảo đang bán là 2.200.000 cho một sản phẩm X-Power Z1000 cao cấp này. À, kèm theo là chân nữa chứ, chân 1m2. Đó, pin thì Bảo cũng có nói rồi, 4.800 là nó là cao nhất. Nhưng mà sản phẩm này là dòng tia siêu sáng này, bóng là bóng LED nha. Nên nhớ cho Bảo là bóng LED, nên là nó tiết kiệm pin hơn. Chứ thật ra pin cũng giống những sản phẩm kia nha, không có gì hết. Đó, đặc biệt là con máy này nó làm cái đèn tiết kiệm pin vô cùng luôn, với là độ sáng cao nha. Rồi laser với là chân mình bỏ qua một bên. Rồi giờ thì Bảo sẽ hướng dẫn anh chị cách sử dụng. Con này thì dòng tia cao cấp nên là nó sẽ nhiều chức năng, nó đa dạng hơn. Nên là anh chị hãy coi kỹ trước khi mà sử dụng máy nha. Rồi, đầu tiên là quay cho anh, quay vào đây. Đó, anh chị thấy bên trong là nó có 4 cái gạch màu xanh, tức là anh chị bật bên ngoài là nó sẽ đỏ tia nha. Rồi tia thứ 2, tia thứ 3, tia thứ 4. Đó, nó sẽ phức tạp hơn nhưng mà nó dễ cho anh chị xài nha. Muốn bật một tia hoặc tắt một tia là anh chị bấm ngoài đó. Nên là 4 tia nó cũng dễ tắt, dễ sử dụng luôn. Ví dụ anh chị bắn trước mặt thì anh chị chỉ cần bật một tia một trước thôi. Rồi nhưng mà Bảo test cho nó đủ 4 tia. Rồi thứ 2, tia ngang thì anh chị bật chữ H như bình thường thôi. So với sản phẩm tia kia thì anh chị bấm ngã trăm, vậy là xong, chữ H. Rồi, khóa tia thì mình cũng bật chữ M nha. M này thì có rất là nhiều chức năng, hai chức năng, anh chị có thể là chỉnh tia này, to nhỏ, sáng tối nè. Rồi, xem mấy nấc đây, 3, 4, 4 lần chỉnh nha, 4 lần chỉnh tia cho nó M đi. Rồi, khóa tia thì anh chị đè vào nút M tầm 3 giây. Là anh chị nghiêng là nó sẽ không có kêu nha. Đặc biệt là hiệu ứng bên trong máy nó sẽ báo là nhấp nháy, là tia đang bị tia đang khóa nha, tia đang khóa. Rồi, rất là đơn giản thôi. Rồi, tại sao với một con máy 2.200.000 thì đối với tia thì nó cũng bình thường, tia LED là khá là xịn rồi. Nhưng mà anh chị chú tâm đến cho Bảo là về khung sườn máy này, thiết kế của máy thì khá là đẹp luôn. Rồi, thương hiệu là X-Power Z1000. Đặc biệt con này tiết kiệm pin với là độ sáng cao, nên là với mức giá này thì anh chị xài rất là xứng đáng luôn. Tia thì độ chính xác nó cũng cao nha, 7 m cộng trừ 1 mm là khá là tốt. Rồi thứ hai là thông số kỹ thuật này, chữ để anh chị chỉnh nha, là phải đúc rồi, không có thể là nào là dán được đâu, nó sẽ đúc chìm vào bên trong nha. Khung đế thì hầu như là con này Bảo làm 2 clip rồi, khung đế thì con này rất là chắc chắn nha, con quay bằng bi bên trong nha, nên là khá là cứng chắc này, chuẩn cao này, sản xuất thì vẫn là China nha. Con này là thương hiệu Nhật nhưng mà sản xuất cũng là China, cho anh chị dễ hiểu nha, không có tháo ra gì hết. Rồi, còn ba cái đầu này thì anh chị là chỉnh ba cái chân xem độ lật của nó có chính xác hay không nha. Rồi với mức giá là 2.200.000 bao ship thì anh chị mua là sẽ được hai cục pin 4.800 khá là to này, một khay pin. Đặc biệt là tia LED siêu sáng thì anh chị bắn xa hơn, nét cao hơn nha, xài chính xác hơn. Thì anh chị cô chú nào quan tâm thì có thể là liên hệ cho cửa hàng Bảo nha. Rồi bây giờ thì Bảo xin chào anh chị nha, cảm ơn anh chị đã đón xem video của Bảo nha.